quê hương mình và các bạn Trung Quốc xem trực tuyến qua bán hàng livestream. Chị nói: và chúng mình kính chúc cả nhà năm mới an khang thịnh vượng, mong cho mối quan hệ giao thương văn hóa của Trung Quốc và Việt Nam ngày càng phát triển. Các bạn vừa nghe xong phần tin, sau đây chúng tôi xin điểm lại những tin chính. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Belarus Lukashenko trao đổi điện mừng nhân kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam tổ chức văn đường trực tuyến chào mừng kỷ niệm 72 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung Quốc-Việt Nam. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Trung Quốc đã cấp thị thực dự Olympic mùa đông cho các quan chức Mỹ. Chưa đến Tết mà không khí Tết đã tràn ngập khắp nơi. Tương tác Việt Nam thành MC nước ngoài tham dự đại hội hàng Tết trên mạng tại Trung Quốc. Phần tin này do Kiều Quân và Mận Minh thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.